Chào các bạn, đây cái chỗ Onui trùng quế của mình đây. Thì đây là những cái lớp mà trùng quế nó đã ăn rồi nè các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phân này ra. Mình là những cái chỗ mà ít trùng hơn. Đây là những cái con màu trắng nè, là những cái con cộng sinh. Các bạn để ý, những con cộng sinh rất là tốt. Đây, các bạn cứ bơi cái phần này ra. Mình nếu mình muốn mà lấy phân trùng thì các bạn cứ bơi bơi xuống dưới, mà khi mà ở đầu nó đã có cái màu đen rồi, phân trùng đây. Đây, những phần phân trùng này thì rất là tốt cho cây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần này và mình sẽ đi trồng cây của mình nha các bạn. Đây là cái phần mà rau càng cua mình mới trồng khoảng được 2 ngày rồi các bạn. Thì các bạn thấy bắt đầu là nó vươn lên rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình trồng rau càng cua của nhà mình. Thì rau càng cua thì nó mọc hoang dại ở những cái bờ cây các bạn, hoặc là những cái chậu hoa. Nên mà việc thu hái nó rất là mất công, cho nên mình quyết định là mình đem vô cái chậu hoa nè đấy các bạn, hoặc là một cái thùng, cái chậu gì cũng được. Thì mình sẽ trồng tập trung vào cái khu vực này để sau này các bạn thu hái cho nó dễ. Nó thì về cái giá thể mà mình trồng thì đây có hai thành phần, đó là phần trùng quế và phần trấu. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách trồng để cho nó ổn định mà nó kinh tế nha các bạn. Cây nó sẽ phát triển rất là, mình thấy mấy bữa nay là phát triển rất là khỏe rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Đây các bạn, đây là cái thành phần mà trấu mà mình lót trong cái chuồng gà. Đó. Thì cái lượng phân nó cũng rất là ít, nó không có nhiều đâu. Chủ yếu này là cái thành phần mà trấu nó đã được hoai mục rồi các bạn. Đó, hoai mục thì các bạn bỏ vào những cái bao nhỏ. Ví dụ như đây mình bỏ vào những cái bao này đây, rồi mình cắt mình để dành. Đây này. Nó các bạn trải một lớp mỏng khoảng có chừng 3 cm thôi ở dưới cái đáy của cái khay này. Rồi bước tiếp theo, các bạn sử dụng cái thành phần phân trùng quế lúc nãy á, các bạn đổ lên trên mặt cho mình. Đây các bạn. Đó, mình đổ một cái lớp ở trên mặt khoảng từng 4 cm, 5 cm cũng được. Tại vì cái phân trùng quế này thì nó không có gây ngộ độc cho cây. Đồng thời nó là một cái giá thể rất là tốt, phù hợp cho rất là nhiều loại cây. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm những cái cây càng cua mọc xung quanh. Đây nè các bạn, những bờ tường mương nước thì rất là nhiều càng cua. Đó, thì các bạn cứ nhổ cái gốc về và trồng thôi. À, nhổ nhẹ tay để trừ cái phần gốc còn lại. Cây càng cua này thì nó mọc trên những khe đá thì cái rễ của nó cũng không có sâu các bạn. Cho nên việc nhổ cũng rất là dễ dàng, nhưng mà tránh để gây dập trên cái thân cây càng cua này. Đó, cây càng cua thì nó thích những cái khu vực mà mát ẩm, thì những cái mương nước hoặc là những cái dưới gốc cây thì nó sẽ rất là nhiều các bạn. Rồi mình đã thu hoạch được như đây rồi thì mình sẽ tiến hành trồng. Các bạn lưu ý là trên cái cây càng cua thì nó có nhiều cái loại rêu này, nó bám lên trên này, thì các bạn nhổ bỏ đi, tại vì nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn của cái thằng càng cua. Rồi việc trồng thì cũng đơn giản như bao cây khác thôi, các bạn cứ trồng tùy các bạn. Thưa dày thì tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Rồi với cái việc trồng như thế này đây.
thì các bạn sẽ có một cái khay càng cua như ý. Rồi các bạn chỉ việc tưới nước lên thôi. Và nhớ lưu ý cho mình là cái quan trọng nhất là cái ánh sáng. Mình đặt ở dưới cái vòng cây này thì nó sẽ mát cho cái càng cua của mình. À, nếu các bạn không có cây thì các bạn có thể sử dụng cái lưới. Lưới đây, lưới che mát. Thì cái lưới này che 50%. Thì với cái càng cua thì nó thích hợp 70%. Thì các bạn sẽ canh chỉnh sao cho ánh sáng nó phù hợp nè. Mình sẽ mua cái loại thêm 25% nữa thì mình làm một lớp thêm nữa là vừa. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn thành công.